quá. Ui à, si à, hay quá nhỉ. Đây tôi nấu lâu rồi, yên tâm đi. Tôi đang ngang đây này, tôi nấu cái này đang. À đấy, hôm vừa rồi vào nhìn gen này nó lại đẹp hơn hay sao nhỉ? Cổng này, cổng tường lâm, cổng làm sĩ. Hôm rồi vào tận nhà mà nhìn nó. Tường lâm đá ong này. Đá ong nó sống đẹp đấy. Cái này cổng này hơi to. Ngói dán đấy. Cổng này hơi to. Này phải làm cái đường ở đây này. Đây chỉ cần ông già lão mai thì tôi đi cho cổng. Alo. Tôi mua được có. Nói liên tục đi. À, nói liên tục ghê. Cổng tường lâm nó có một cái đường như thế này. Ở phía Nam đây mới đắt. Ờ, nói đi. Đang cách viên ít của nó một cây số. Ra luôn, ra luôn. Em ạ, à, ra luôn. Ui, này toàn hàng triển lãm này chú. Thôi mang đi phóng bà con. Qua bé nhà 11 giờ. Có bảo rồi không mang gạo về, quên trẻ đi mua. Quên qua nhỉ. Không, sáng mất nào mà hơn. Cái bên này chọn nó là khi đắng. Cái này già hết rồi. Quá già, cái này quá già. Cái này xuống cổ rồi. Đỏ chót nha. Tí là hết rồi. Cái này là bao tiền chú nhỉ? 6 tiền. Cái kia? Cái này 8 tiền. Tất luôn. 6 đi, 6. 6 à? Hai cây như nhau à? 6, 18 và 26, 12. Nó cũng là 6, 18, 28, 16. Cái này 6 chất thì cứ tính. Đấy. Đấy. Cái gì bên đấy nó giả 5 triệu. Cái gì bên này nữa. Đi ra bây giờ đấy. Thế là cây đấy phải bao tiền mới bán? 7 triệu. 7 triệu. Xong ra bây giờ giả 5 triệu. Thế còn con này chú nhỉ vừa bảo là 6 à? Thì nó là thật sự quá xa. Thích cái khổ. Nhưng mà sao mà chồng không được thì cao là loạn nhá, không nhớ là bao tiền. 10 triệu. Đi từ hàng xi để ra nhá. Toàn cây đẹp này, chết thật. Ta vẫn phần mày cây sinh quê đẹp. Thoải mái, cứ giống như là chỗ đi công tác ngay với này. Cây muôn hiện nay là có ngày giả 2 triệu thôi tao. Về bên này chỉ nhấc cái đặt vào đấy thôi gì. Cứ để phần là tốt rồi. Lại gặp bạn Hiền rồi. Lại gặp bạn Hiền à. Trời ơi, sang phía kia quay. Để đi sang quay mặt sau ấy. Đấy, đây. Ông thức què mà ông ra ông chưa ra đây chú nhỉ? Ra đây, ở cửa đây này, đấy, xe đây. Con đá đẹp đấy.
trọng kiếm được con đá này đẹp. Giấy nghệ thuật tay vuông. Cứ này tuyển, hay tuyển là cây đẹp ở đâu? Cây dưới ngày xưa lấy của anh giờ bắt chơi. Xì, siêu mini bộ hồ này. Chơi con này hay gì? Con này phải tương lai nữa cơ, con này là luôn này. Này mới gọi là bonsai. Đây vàng bonsai đấy. Đây, đường lâm thu nhỏ. Alo. Mày báo cho anh quên bắt tô tô xe máy. Vàng lát ong. Em là bỏ chạy ra em. Đằng nào anh thấy? Nhất thế nhưng mà đánh chiều cũng về. Chiều cũng về. Chiều thì về thì để ở giỏ xe. Chiều về thì mình nhấc vàng bỏ. Vâng thì em mới bảo là để cả chậu này vào cái giỏ xe nằm thường sinh. Sáng em để giỏ xe. Vâng, mới lại đi cũng đi công tác luôn. Cảm ơn người. Muốn chạm mặt. Phiên này phiên của hoa giấy sao? Nhiều hoa giấy đẹp quá. Cái này mà để cái chậu vào còn thể chậu đẹp lắm. Bỏ chợ đi. Đi. Này này mày lại phải trải thảm đỏ. Đặt lên cái đôn. Bóng đá này không thích qua thức khuya quá. Đúng rồi, bóng đá thân yên không có cái bóng đá đâu. Tao thì tao có cái đẹp thôi. Cái nhà đâu chứ. Vâng. Anh em mua tô. Ba tiền cây. Các bộ lão tập trung này. Anh nhớ. Anh nhớ. Anh nhớ. Anh nhớ. Anh Đây là nó rất đẹp. Hai, vừa mới đi được đâu đây chị. Đâu ạ?
hiểu không? Nghiên cứu này mà chưa thấy nổ là tiếc quá. Bán bao nhiêu mới là quan trọng. Từ giờ đến trưa là cái này đẹp. Quá đẹp. Triển lãm luôn. Ngay cái chậu đi. Đi triển lãm luôn. Nên đắt tiền hơn hôm kia. Hôm kia nó chỉ có thêm cái tiểu cảnh thôi. Này chưa còn sai đem đi đâu cũng được. Hay cái chậu tàu à. Bản chất thì không thể nào mà ăn được con này, vì con này có thể làm đơn giản, con này khó. Chỉ nhìn nó bị ngợp bắt đầu thôi.